Hello, chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Cái clip này mình sẽ làm về khẩu HK-417 kim cương đen và cái gậy như ý này nữa. Bây giờ cứ tiếng Việt mà phang cho nó lành. Chứ dạo ở đây cái trình độ nói tiếng Anh của mình hay bị thoá mạ lắm. Mà nói chính xác ra là lăng mạ đấy. Mình cũng buồn chứ, tự ái chứ. Nhưng mà biết làm sao được, học không tới nơi, hành không tới chốn. Trách ai bây giờ, trách mình. Khẩu súng này rất nổi tiếng trong chế độ headshot, nhưng mà trong bảng xếp hạng zombie thì vẫn chưa thấy ẻm đâu cả. Bởi vì nó thiên theo cái kiểu bắn táp rỉa máu hơn. Mình toàn rũi cả băng đạn thôi, nên là cái trường hợp mà zoom một nơi còn đạn một lẻo thì nó thường xuyên xảy ra. Sao ấy đông thế, anh em đi săn nhiệt vậy? Cái thằng ở trên bà thờ bị mình đáp cho quả khói, bây giờ đắm mình trong làn khói vàng phê vãi. Chạy đi đâu bạn ơi? Trừ yêu diệt ma. Ồ, kinh vậy, EIS luôn kìa. Thôi xong, tôi biết ngay mà, tôi nghe cái hù một cái là tôi biết ngay mà. Cái thằng kia vừa cận chiến đường, có tí vốn trong tay, bị con y tá nó lôi vào đời luôn. Khốn khổ, khốn nạn, kiếp chiến binh. Ôi giời, định mày, ta bắt quả tang nhá. Chúng mày chim chuột nhau ở đây nhá. Trong một cái lỗ bé như thế này mà hai người, lửa cần rơm lâu ngày thì nó cháy thôi. Đứng hồi máu này. Ồ, vẫn đứng im luôn. Ồ, không tin vào điều mình đang nhìn thấy nữa. Đứng hút này, à nhấp nháy à. Mày định mệnh. Cái thằng đứng trong nó cực khôn luôn. Nó thấy đồng đội nó chết một cái, gần chết thôi. Nó bắn nó giết ngay. Nó vừa ăn được kill mà đồng đội nó lại không bị triệt sản. Kinh vờ lờ. Ôi, cả một lò rôm lon. Đây chính là cái động bản đảo trong truyền thuyết này này. Phê quá. Lên đây, em sợ bạn quá. Ê, có nhìn thấy cái bài học vừa nãy không bạn? Mày vào đây. Úi trời ơi, đệ tử chân truyền của cái bang đấy. Đá cầu bóng, sợ chưa? Tôi từ từ cấu này. Ôi, thằng hero trước bàn không chém, bây giờ ăn mình chứ. Bây giờ lại tha mình này. Định mệnh bọn này toàn chơi trò hách lão thôi mà mình có lão đâu. À quên, hơi lỡ màu tí. Như này nào. Ui, bảo kê. Thầy có đông cháu cha rồi. Úi trời ơi, à, con đi tái này nó không cào mình. Ở đây mình chơi trước một hiệp bạn ấy rất hay yểm trợ mình. Thế thời gian còn 3 giây nữa thôi, chắc chắn thằng Tơ nó phải nhập viện rồi. Trời hằng qua chả đi hiệp gì, ra ngoài nhận kinh nghiệm mà mặt mình nó cứ nghẹt ra thôi. Có thằng nào mình ngu quấn điểm mọi người còn hủy diệt kìa. Nhìn nó phát sáng chói hết cả mắt tôi. Úi trời ơi, địch mày chạy nhanh thế. Dìa là có tí máu, thấy nó trâu lắm đấy. Bây giờ phải tầm 2 băng khẩu súng này thì may ra nó mới nhấp nháy được. Thả hổ về rừng rồi. Các bạn có thể thấy lượng đạn khá hư cấu. Súng Rai mà chơi cho 900 viên. Lick nào lúc nào nó phun băng đạn anh em ạ. Lick của đại gia đấy. Nó nhiều hủy diệt thế. Rồi những cái tầm xa như vậy biết mình không với tới. Đũa mốc không tròi là mâm xong thì chúng ta cứ giết luôn. Giết luôn. Đam lên phê phết. Úi trời ơi, kia nó luôn kìa. Tôi cảm lợn tôi rồi. Úi trời ơi. Cái định mệnh nó gọi cả lò nó ra chơi mình này. Mày vào đây. Đời cha ăn mặn, đời con khát nước và đời cháu đi tiểu. Khổ thế. Nhấp nháy đi bạn. Trời ơi, Muti. Em xịt vậy. Cái cảm giác này nó quen rồi. Mày chết với tao. Này thì ép người ta biến hero rồi, mày đứng lại em nào. Này thì chém này. Muti lòi hết cả mồm vào rồi. Thầy Châu. Thầy là về thủ thế mới chém được các bạn. Nó phải thủ thế. Úi trời ơi, nó lách kìa. Toàn những diễn viên múa cột mà nó được ghi vào kỷ lục ghi mét ra làm zoom như này thì bố tôi không chém được. Sợ thật ý. Cái khẩu HK này các bạn như bắn vào đầu có giáp thì nó cũng 100 máu thì phải. Mình cũng mang vào chế độ headshot mình test rồi. Nhưng mà mình bắn mãi chả trúng cái gì. Thôi nó đã là kinh nghiệm zombie rồi thì chúng ta cứ chơi zoom rồi các bạn ạ. Rất nhiều lời xúi dục và dụ dỗ mình ra chơi chế độ khác. Nhưng mà ngu gì, ra đây toàn chết thôi. Bố rồi, vừa nói chế độ khác thôi, kiểu như cái hoàng lạc này nó dỗi. Biến luôn thì chớp. À, lên nào. Bà thờ đông lắm. Thôi rồi, còn mỗi mình thằng 3Z thế này. Ui búa hơi, úi trời ơi. Chui hết vào đây kìa. Úi trời ơi, nó bắn kìa. Mày bắn tao này. Thì dại gái này, bắn cho bọn này nó chạy à. Đi đâu bạn ơi? Cầm khẩu súng lục nhìn thấy con tia chớp mà hai mắt nó cứ lưng tròng thôi.
giọt nước mắt đã trực tuôn rơi. Qua đây mình cũng xin gửi tặng bạn ca khúc Giọt nước mắt bay ngược lên bầu trời, hòa thành áng mây thòa tan giữa đời. Mình bốc phét lời đấy. Hay làm clip nó cứ làm sao ấy. Lick kia có người đăng nhập rồi. Thôi mình lại trả lại lick VDC vậy. Lick này nó hơi ít đạn hơn một chút nên là mình không có thể khoe hàng được. Nhưng mà chỗ này cũng đủ bắn ra các bạn ạ. 600 viên cơ mà. Mình rất thích chơi những cái lick nhiều đạn. Vô cứ bỏ lắp full VIP mà mày giỏi mày tháo VIP ra bắn cho nó sướng. Xem trình độ mày đến đâu. Nhưng mà mình có thì mình lắp thôi bạn ạ. Mình cũng không biết làm sao để vừa lòng các bạn nữa. Nhưng mà có một cái câu nói mình rất thích ấy. Đó là không thể làm vừa lòng tất cả mọi người, nhất là những cái thể loại bố đời thì mình cũng chịu thôi. Chia buồn và gửi lời chào quyết thắng tới các bạn. Đây rồi, nhìn anh trước kìa. Không nơi hai. Tôi chơi con đấy không nơi hai, các bạn chơi con zoom đỏ này hơn này. Chứ khó chém lắm. Chỉ có muốn cái chiêu đập chiêu của nó là đứng im quanh bom và đáp chiến binh thôi. Cái nó hơi thất nhân thất đức tí. Ở đâu hết rồi? À đây rồi. Tiền gọi thì diệt trả lời luôn. Ở đây chạy diệt ơi. Anh em mình quen nhau mà. Ờ, nhấp nháy đi. Úi giời ơi. Vào đây, mình xin. Cho quả choáng lên. Có chết không? Có chết không? Ô, không, không, không nào chết à. May quá, mình đợi anh ấy với lương tâm. Cái lúc ấy, mình đã bọc không đáp rồi. Nhưng mà tay nó cứ không làm theo lý trí. Ô, không ăn được TQ nào kìa, tiếc ghê. Rồi, tí chớp. Ừ, thằng này không phải xoắn. Nó không phải xoắn. Nó cùa mãi không trúng được mình đâu. Bởi vì từ trên xuống dưới mình thẳng như một cây gậy mà nó không có những cái điểm bấu víu. Nên là không phải sợ. Vừa định mày mất giáp rồi. Tao sợ mày quá chưa bạn. Tao sợ mày quá chưa ơi. Ăn cái giáp của mình thì phải trả giá. Ăn một cái trả cục vàng. May túi ma gan mang đi mà được. Ôi chạy rồi còn có 5.900 máu. Thằng tơ đồ ngã như thế kia thì đánh nhau làm cái gì. Một điều nhịn là 9 điều nhục. Nhưng mà thôi, mình nhục mà mình win thì tôi cũng chấp nhận đấy. Rồi lên đây. Ai hi hi. Tớ bay đây bạn ơi. Ôi định bay nó vẫn chưa chết này. Cái thằng da bò này không biết là ai phù hộ nó thiêng thế. Phát đặc biệt của mình thì xịt. Chém mai phát nó không đi. 2.800 máu. Hơi buồn tí. Này thì chém này. Cái này mà như bạn quy ấy thì bỏ đây chết rồi đấy. Nó lắm này, mình mới cầm lại cái khẩu Alakoda Ghetto này. Bình thường mình cũng ít cầm lắm. À cái lâu của mình nó cứ tầm 1-2 clip mình chưa bắn là mình thấy lâu đấy. Hồi này trước bắn nhiều lắm này. Nhưng mà mình cũng thấy hơi bất ngờ một chút là các bạn biết đấy. Cái khẩu Alakoda nó cũng niên thanh như này nhưng mà lại trong chế độ AI. Ôi giời, đen thế. Ôi giời ơi, đây là cái trận thứ tư tôi bình luận đây này. Làm tơ thì 2 ván sau zoom. Ra vào khác cũng 2 ván nữa zoom. Ôi giời, mạnh may quá hết rồi, mình không được thở phào rồi. Phòng này không zoom làm cố lốt ạ. Cái lửu đáng thằng tơ đó. Mày cũng vừa phải thôi, may quá đông zoom này. Ô, tự nhiên mình lại phải gửi lời cảm ơn sâu sắc cái bạn zoom chúa. Nó không có nó thì bây giờ cận chiến nó lại sướng này. Ôi ưng lắm Diệt ơi. Đến đây. Kêu ơi, thằng kia nhân tối biển vào là. Nó không có bổ cào nhá. Ừ, có lẽ là bạn ấy đang dùng hết những cái sinh lực cuối cùng của mình để kéo qua đấy theo. Bây giờ đang dưỡng già rồi thì tôi kẹo đi. Không động vào cái con mắng lợn này. Thối lắm. Nó đã chém người kinh như thế rồi. Nó để ý mình thôi thì mình cũng khó thoát lắm. Từ từ thôi. Từng viên một. Đúng rồi, rất đúng nhịp. Ưng lắm. Ôi này nữa. Kéo ơi. Này nhá, lúc nãy mày hồi máu tao không bắn mày nhá. Làm gì mà căng. Ôi chạy được rồi, may quá. À vẫn đuổi à. Này thì mày đuổi này. Bọn chiến binh nó không bắn bạn là có ý đồ cả đấy. Có biết mình sẽ giúp cận chiến mà. Anh em hiểu nhau đến cái mức đấy là cùng. Ôi giời, cái tay. Bắn lấy cái tay. Túm lấy cái chân với lại cái đầu. Mày né nó phát được không? Biết ngay mà có tí bước chân là hơi xoắn. Định mệnh thằng này nó khôn thật, nó nhớ kinh quá. Nó lên đây. Tao nghỉ diệt chết rồi. Trời ơi, người ta để dưỡng già mấy tỷ. Bây giờ còn có một hai thằng như này. Nổi máu hơi nhanh đấy. Bạn ơi. Mình mất giáp để bạn ạ. Các bạn có thể từ từ một chút được không? Mình lấy lại cái tinh thần cái. Rồi mình giết. Mày nữa đấy, 4 kill. Headshot, mình bắt đầu thích khẩu này rồi đấy. Được đấy.
bắn vào người nó cứ giật đến đầu thế này thôi, thằng nào cà phê multi của tôi 6 kill rồi, phát nữa anh em ơi. Úi giời, chạy đi đâu? Được rồi, bây giờ thì chết cũng yên lòng, nhưng mà nó lại không chết được cho chứ. Chạy à? Thôi mình cũng dừng clip đây thôi, cảm ơn các bạn đã theo dõi nhá.